Dương Nguyễn và Thu Hương, xin chào mừng các bạn đến với chương trình Hồi Đáp Thình số hơn là số 324. Hôm nay thích làm toán cộng quá vậy? Vậy nó mới nạ. Hôm nay là mới ăn xong cái con gì ta? Con lộ hàng nữa đi, lộ hàng nữa đi. À rồi, hiểu. À, nó tập thứ tối ngày bô. Quên, cái này là phải để bật mí trong cái giờ chương trình bếp Alzheimer phải không? Hồi nhỏ em hay có những cái hành động liên quan mật thiết tới cái bô lắm, hay sao mà cứ miệng cứ bô hoài vậy em? Ôi tính em nó thiệt thà chất phát, người miền gọi là gì, Vịnh Bắc Bộ thiệt thà lắm anh. Ủa mà Vịnh Bắc Bộ luôn hả? Ừ, người Vịnh Bắc Bộ có, thiệt. Có biết Vịnh Bắc Bộ ở đâu không mà nói mạnh người ta? Ủa sao không biết? Ở đâu nhờ? Ủa hay. Anh đừng nói với em là anh không biết nha. Ủa hay. Mình Bắc Bộ ở đâu? Thì là miền Bắc thì ở đâu? Ai chả biết miền Bắc, nhưng mà ở vị trí nào đông tây nam bắc của miền Bắc? À, nó nằm ở phía đông. Là người ta là đúng ta. Lần này là phải suy nghĩ kỹ mới trả lời. Hay rùa đó. À, người Bắc thì ở quê em mà. Được cái thiệt thà chứ không có thẳng thắn và sỗ sàng phũ phàng như cái này. Nói chuyện nghe rất là ngược nha các bạn, nói chuyện nghe rất là ngược ngạo, và gọi là mình xin lỗi các bạn trước là dùng cái từ là bố láo. Bố láo chỗ nào? Người ta nói là dân Nam Bộ mới chất phát thật thà. Anh chưa nghe câu nói nào mà người Vịnh Bắc Bộ chất phát thật thà. Cái này anh không có ý nói là em nói nha. em nói là em mà anh chưa anh. Tức là trong cái cuộc đời chinh chiến lăn lộn giang hồ của anh á, anh chưa nghe câu đó, anh thấy lạ lắm. Chưa chắc đâu nha, mỗi người cá tính khác nhau. Ví dụ như có thể là mà gọi là nhưng mà các bạn công nhận không, là anh mới nói câu là cái gì cũng liên quan đến cái bồ, em cũng liên quan đến cái bồ phải không? Không phải là em thiệt thà hay sao? Còn em đâu có sỗ sàng và phũ phàng thẳng thắn như người bến tre đâu. Cái gì phũ phàng chỗ nào? Có gì nữa trời, lên chương trình mà phụ nữ ở chôn phụ nữ không mà không phải sỗ sàng hả? Sỗ sàng thì anh có thể chấp nhận cái này đi, nhưng mà phũ phàng là chỗ nào? Phủ phàng cái chỗ mà bắt tay vào mà bắt nó không đàng hoàng, phải bóp cái mới chịu được. Ủa cái đó là phủ phàng á hả? Chứ sao? Đấy là chưa đây, hôm nay chơi chữ lạ quá. Chưa gọi là bạo lực á. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 3630. Chào anh Duy và thầy online. Hiện tại em đang tập theo giáo án cường độ cao silver set, rope set. Em cao 1m81, nặng 65kg. Em đang băn khoăn không biết nên sử dụng mask hay lean body uống sau tập. Em đã có real count rồi, với số cân nặng của em như vậy thì nên uống cái nào là hợp lý, mong anh tư vấn. Nói chung thì cái nào cũng được nha bạn. Bạn muốn nhanh thì bạn xài mát, bạn muốn bò từ từ mà đẹp thì bạn xài lean. Hai giải pháp đó trong hoàn cảnh này của bạn đều được hết, bạn xài mát cũng không sai. Và bạn xài lean vẫn đúng. Nước đôi dành cho bạn đó. Cái này là bạn ấy hỏi chứ không phải là PR nhá. Có nhiều bạn cứ hay nói là PR. Nhưng PR mà gì? Thì PR sản phẩm, thế nên các bạn hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó. Cái chuyện PR sản phẩm là cái chớp khác. Đó, còn bây giờ bà Duy ngồi đây á, là Duy lấy cái thân phận là streamer đàn anh ra nói chuyện với các bạn thôi. Đó, còn cái chuyện PR là để Duy nói chuyện với mấy nhà cung ứng. Đó là PR Duy nói chuyện với thị trường. Đó, chứ còn ở đây không có nói chuyện PR. Tại vì nhiều bạn coi chương trình hỏi đáp cứ bảo là hỏi đáp tối ngày quảng cáo sản phẩm này kia, nhưng mà thực tế các bạn hỏi gì thì mình trả lời đó thôi, đúng không? Các bạn ơi, bạn hỏi lean body. Đúng không? Rõ ràng thì bây giờ BBT là phân phối thực phẩm bổ sung. Cái chuyện mà đó. Mình phân phối thực phẩm bổ sung và mình trả lời thắc mắc của khách hàng và tất cả các bạn tập gym, chăm sóc các bạn rồi trả lời thắc mắc rồi phản hồi, complain các thứ đấy là chuyện rất là bình thường. Đâu có gì là bất thường đâu, mà tại sao em thấy rất là nhiều bạn nói là PR sản phẩm. Nói chung thì bạn nào nói câu đó thì anh 95% là có quyền lợi kinh tế BBT rồi. Tại vì các bạn biết là BBT làm việc rất là nhiều mảng. Bạn thường biết là anh Duy đâu phải là một người tập gym. Anh ấy nói anh là một doanh nhân, một giám đốc tập gym mà. Anh cứ về thì cũng có em ơi. Anh là một người kinh doanh thực phẩm bổ sung tập gym. Và anh đang ngồi đây để chia sẻ và trả lời các thắc mắc của các bạn. Anh xin đính chính là anh bổ sung rồi, bây giờ anh có thêm hai job mới nữa. Job gì? Thứ nhất á là job sáng tác ca khúc. À, chớp thứ hai á là viết kịch bản phim. Đó, hai chớp này đang thực tập nha bạn. Thành bại sau thì mất các bạn biết. Ví dụ như các bạn lắng nghe một ca khúc. Chưa làm ca sĩ thôi phải không? Ca sĩ thì làm được, cái này là không phải là chớp, mà cái này thuộc về là gì? Tài năng bẩm sinh em ơi. Cái này nó không cưỡng cầu được. Có những cái việc mình làm được và những việc mình không làm được.
Nó thì sau này thì tùy các bạn đánh giá nha. Ví dụ như có một ca khúc mà Di phát lên thì các bạn nghe nó hay thì các bạn Di thành công trong nghề sáng tác ca khúc rồi đó. Còn không thì Di thất bại rồi Di đổi người khác đi. Không thì mốt có một cái phim rồi đó mà Di viết kịch bản ra Di chiếu cho các bạn coi thì các bạn phim thì được là Di anh Di có khả năng là sáng tác viết kịch bản phim đó, làm thêm nghề đi đi anh. Nó kệ các bạn ơi. Giờ trẻ mà mỗi nghề cài chút kiếm tiền mua quay bạn ơi. Thì ai cũng phải vậy thôi. Mỗi người cũng phải có thật là nhiều job. Còn cái một cái tại sao mà Di không có tư vấn các bạn sử dụng những sản phẩm mà BOT không quản lý? Chuyện rất là rõ ràng và rất là đơn giản. Sản phẩm nào thì cũng có người quản lý của nó hết. Đúng không? Rồi. Mình chỉ có thể dám nói những sản phẩm do mình quản lý. Nói tầm bậy tầm bạ, người ta kiện gì ở tù ai họ trả hỏi đáp cho bạn. Bây giờ ví dụ như là mọi người thắc mắc hỏi anh Di về sản phẩm nào đó trên thị trường mà có nhà phân phối sẵn ở Việt Nam rồi mà anh Di có tư cách gì mà trả lời? Cái đó là danh không chính mà ngôn không thuận. Hơn nữa là anh chưa xài nữa. Anh chỉ là một YouTuber trên cái phương diện bạn đang ở coi theo dõi trên kênh YouTube. Chứ anh đâu phải là người đại diện pháp luật cho sản phẩm đó đâu mà có quyền lên tiếng về sản phẩm đó. Rồi, giờ đời đang đẹp mà đụng tới pháp lý mệt lắm bạn ơi. Thì đây là mới nói đến, em mới nói là mình đang nói về sản phẩm mình phân phối thôi nha. Mà đã có rất nhiều tai tiếng rồi chứ mà mình nói về sản phẩm người khác chắc người ta kiện mình luôn quá. Thì một anh nói rồi là tức là mà bây giờ gọi là thương trường như chiến trường. Nếu mà trong cuộc chơi này thì ai cũng phải xác định được cái việc đó. Một khi mình đã xác định làm doanh nhân, mình kinh doanh hay là mình làm những cái việc mà nó mang tính cạnh tranh thì mình phải xác nhận được là sẽ có đối thủ, gọi là đối thủ mà nó dễ thương á thì nó dìm hàng công khai. Đó, còn không thì có đủ mọi cái biện pháp để gọi là triệt hạ nhau trên cái mặt trận thương trường này. Thì Hưng thấy đây là một hình thức rất là bình thường thôi. Ví dụ các bạn tìm đến với những shop khác hoặc là những công ty nhà phân phối khác, các bạn được họ tư vấn và hình thức tư vấn của họ là tư vấn trực tiếp cho bạn. Còn BBT thì sử dụng một hình thức ngoài hình thức là tư vấn trả lời thắc mắc hỏi đáp ngoài trực tiếp ra thì còn có những cái kênh ví dụ như là Facebook cũng có, hay là hội fan, hay là kênh YouTube, đúng không anh? Thì nó chỉ là một cái hình thức khác nhau thôi chứ không có gì là đáng để mà các bạn phải bận tâm nhiều vấn đề. Và Hương xin nhắc lại là anh Duy, anh đã nói rằng anh là giám đốc BBT và tập gym, và với vai trò đây là để giúp các khách hàng chia sẻ những cái kinh nghiệm trong tập luyện này, dinh dưỡng, rồi trả lời thắc mắc về complaint về sản phẩm vân vân, comment các thứ. Để giúp. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, trong video hỏi đáp này, anh không là giám đốc mà anh cũng không coi các bạn khách hàng. Nhưng mà anh không hề giấu cái danh phận của mình, đúng không? Việc giám đốc mà ngồi để trả lời, chia sẻ kinh nghiệm đối với những người mà ủng hộ mình hoặc những khách hàng của mình, đấy là chuyện vô cùng bình thường. Cái giám đốc thì chỉ là cái title thôi, tức là một cái chức danh và một cái người đứng trên phương diện chịu trách nhiệm về pháp luật của một công ty. Chứ còn bình thường anh vẫn có là người bình thường sống 24 giờ hòa mình trái bổng, anh phải sống sao cho đời anh có ý nghĩa chứ, đúng không? Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 3631. Chào anh Duy và chị Hương, hiện tại lịch tập gym của em chia làm 4 buổi với cường độ cao. Em tập gym buổi chiều, buổi 1 ngực bụng, buổi 2 lưng xô cầu vai, buổi 3 vai tay, tay trước, tay sau, buổi 4 chân. Và mỗi sáng sớm em tập các bài sit workout với thanh xà đơn và xà kép. Cho em hỏi câu thứ nhất, liệu em vừa kết hợp gym với sit workout thì nó có quá tải cơ bắp hay không? Không đâu bạn ơi, thì sáng tập này chiều tập kia thì bình thường ổn, không vấn đề gì cả. Và câu thứ hai là trước mỗi buổi street workout vào sáng sớm thì em có cần chuẩn bị một bữa ăn và uống pre workout trước tập như buổi chiều tập gym không anh? Em cảm ơn, chúc anh chị ngủ ngon. Anh này vẫn dành cái giờ quay hỏi đáp lắm này. Tại anh không trả lời được, tại vì anh không biết được cái cường độ của cái buổi tập street workout của bạn nó là bao lâu, và nó là nhanh hay chậm, nó mệt hay nó khỏe, nó sướng hay nó khổ. Nếu mà tập mà nó cực quá, giống như cái mức độ mà lao động nó giống như là buổi tập gym thật sự đó, thì làm luôn đi một cao trước đó luôn. Còn nếu mà không, nó nhẹ hơn thôi khỏi. Nó tùy vào cái kết quả chất lượng của cái buổi tập của bạn thôi. Câu hỏi 3632 có nội dung giống câu hỏi 3631, câu hỏi 3633. Xin chào chị Hương và anh Duy, cho em hỏi sáng 8 giờ em tập tạ và dinh dưỡng rất hợp lý. Vì em đã theo thể hình online gần 1 năm rồi nên kiến thức rất đủ dùng. Anh chị cho em hỏi buổi tối em ăn cơm lúc 8 giờ, 8 rưỡi em đi bộ cardio nhẹ và kết hợp với học bài thì có ảnh hưởng gì đến cơ không? Vì em sợ buổi tối cardio rồi đi ngủ sẽ không tốt. Cardio nhẹ, nói chung là làm gì nhẹ đó thì cũng không ảnh hưởng tới cơ lắm đâu bạn. Còn nếu bạn có cardio mạnh, nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, dưới 10 phút ban đêm thì cũng chả vấn đề gì.
Chừng khi nào mà nó vấn đề nó chỉ xảy ra khi mà cardio cường độ cao mà thời gian dài nữa thì nó mới phá hủy tàn phá, còn hoặc là nhẹ hoặc là nhanh ít thì chả sao cả. Câu hỏi 3634, lời đầu tiên xin kính chào anh Duy và cộng sự. Em có một vấn đề rất quan trọng muốn anh tư vấn góp ý. Em có thằng bạn cao 1m75, nặng 65. Thiếu đúng 10 kg. Hương thì thường không thích đọc tên bất kỳ ai cụ thể trên đây cả, cho nên Hương xin được phép giấu tên của bạn của bạn. Sinh năm 1995, rất đẹp trai. Đã vậy? Bạn em mới vào tập gym được 1 tuần, còn em thì đã biết đến gym gần 1 năm. Rồi. Em cũng rất muốn chia sẻ những cái mình biết để giúp đỡ, nhưng tên này không muốn nghe mà còn phản đối trong khi chả biết mù gì. Sao anh... bạn mà kỳ vậy, đúng không? Dù bạn của bạn mà sao ngộ ta? Ví dụ người xa lạ mà phản đối nhau nghe được được không? Là bạn mà. Có thể đây là bạn thân quá, mà khi mà một người đã thân rồi thì cái tức là mình biết là cái gì tốt mà người kia không chịu nghe thì bao giờ cũng cảm thấy nó bực bội. Thì đọc tiếp coi thân không? Rồi tiếp là hắn có mấy phát biểu rất huyền thoại em nghe mà đau lòng. Huyền thoại hả? Ví dụ là bụng mỡ ngập bụng hết mỡ. Rồi đó, ok. Rồi. Mới tập mà thông cảm mà. Tập ngực to luôn cả lưng xô. Và tập chân trong phòng không bằng ở nhà đứng dậy ngồi xuống. Chỉ tập ngực và bụng, bỏ qua chân và lưng vì không cần thiết. Uh-huh. Chân to tập chân làm gì? 1 tuần 6 buổi ngực và bụng. Người ta tập gym từ trên xuống dưới ướt sũng, còn hắn tập xong vẫn tỉnh bơ, ngắm gương vuốt tóc ngân nga câu hát đẹp trai mới có nhiều đứa yêu. Những lời em nói hắn đều bỏ ngoài tai, em cảm thấy rất là bức xúc. Em gửi tới anh Duy tâm sự này, mong anh tư vấn giúp bạn em, chứ em nói hắn không tin. Em cảm thấy bị coi thường. Khi anh đọc anh cảm thấy bực, như em thì anh cứ chửi để em cho nó nghe. Em cũng mong anh cho câu hỏi của em lên đầu để em dễ theo dõi, vì em cũng bận học nên không theo dõi thường xuyên được. Cuối cùng xin cảm ơn anh. Trên nguyên tắc mà đặt câu hỏi thì anh không có cho câu hỏi lên đầu nha. Tức là câu nào thứ nhất thứ tự nó phải đảm bảo. Và thứ hai đó, trong video hỏi đáp sẽ có một cái tiêu đề. Mà cái tiêu đề lớn đó, ví dụ như hỏi đáp số bao nhiêu có một đống chữ, một dòng chữ ở phía sau đó, thì cái dòng chữ đó nó sẽ không trùng với bất kỳ câu hỏi nào trong đây cả. Nó sẽ là một cái đề tài ở đó phía ngoài mà anh Duy với Thu Hương tán dóc ở trong cái hỏi đáp này, mà nó mang cái tầm quan trọng thì anh sẽ đưa ra. Chứ còn không có đưa những cái câu hỏi ra nó trùng thì sau này hai ba cái tiêu đề nó trùng, mà tìm kiếm nó trùng tùm lum hết á, thì nó không ra được cái dữ liệu mình cần thiết. Bây giờ rất là thông cảm với bạn của bạn, rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là bạn cũng nói là bạn đẹp trai. Cao đúng không? Hương rất là hiểu tâm lý của bạn này, vì Hương cũng có người bạn giống hệt như bạn, không khác gì. Đó, tại vì bây giờ thứ nhất là nói về vấn đề gym đi, thì bạn của bạn mới tập có 1 tuần, là bạn thông cảm đi bạn. Mới tập có 1 tuần, người tập từng với người tập năm nói sao giờ. Nó nên bạn thông cảm đi. Không, có thể là chưa hiểu đúng không? Từ từ bạn của bạn tập năm là bạn hoàn hiểu rồi. Thì giờ bạn đẹp đi rồi anh hiểu ra hết rồi. Chưa, chuyện bây giờ bạn của bạn đang cố chấp đúng không, đang bướng thì thôi kệ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nói xong hết rồi thôi. Từ từ bạn ấy tập thì bạn ấy sẽ cảm thấy được, ủa tại sao ta đẹp trai quá mà ta tập lâu lên quá vậy. Lúc đó là bạn ấy tự hỏi lại và sẽ kiếm bạn thôi. Ông dụ tại sao ta đẹp trai mà tại sao người ta không đẹp trai bằng mấy thằng mặt không đẹp trai phải không? Còn cái thứ hai là nói về chuyện đời đúng không? Tại vì bạn của bạn là năm nay 20 tuổi, 95 đúng không, 20 tuổi, và cũng tự hào đẹp trai, mà thường thường mấy đẹp trai nó ngông lắm bạn. Gọi là ngông nghênh mà coi trời bằng vung, kiểu mà tự tin quá đáng á, kiểu vậy. Mà thứ nhất là tuổi còn trẻ, có thể là va chạm cuộc sống nó chưa có nhiều, thì cái tuổi trẻ nó vậy đó bạn ơi, không phải là riêng mình bạn bạn mà rất là nhiều người như vậy. Nhiều sống đang sống trong một cái cuộc đời màu hồng thì mình cứ hưởng thụ và mình cảm thấy những cái gì mình có là đời nó quá đẹp, chưa có đến mức va chạm xã hội thì lúc đó thì chưa có phát sinh ra những cái vấn đề đó. Thì cũng là người 20 tuổi nhưng mà người nhà giàu, xong rồi ở nhà mà cha mẹ lo cho tới tận răng, nó gọi là từ vậy đúng không, lo cho tới tận răng, đi học chả bao giờ thiếu thốn, cuộc sống chả bao giờ thiếu gì hết, thì sẽ nhìn đời với một cái ánh mắt khác. Còn những bạn mà lăn lộn giang hồ từ năm 17-18 tuổi và tồn tại tới năm 20 tuổi, thì bạn thấy người ta năm 20 tuổi như người ta 30 tuổi vậy đó bạn. Nó sẽ có một cái nhận thức về xã hội khác. Thì cái việc này đó, bạn không thể nào bắt người bạn của bạn phải thay đổi được, nó khó thay đổi lắm, trừ khi trong cuộc sống này có một cái cú sốc nào đó tự nhiên mình nhận ra được vấn đề. Thì mình mới có thể là nhìn lại và tự mình thay đổi, tự bạn của bạn thay đổi thôi. Chứ giờ bạn có góp ý cũng thua.
Như tao đang đẹp trai mà, tao đẹp trai tao nhiều gái theo mà, tao tập sao cũng được hết, tập sao cũng đúng hết á, tao đẹp trai tao nhiều gái theo, bao niệm là vậy rồi. Tao đẹp trai là người tao miễn sao là có da có thịt là được rồi, phải không? Nên thôi cái việc của bạn cứ để cho tự nhiên đi, không cần gì phải can thiệp hết. Câu hỏi 3635, chào anh Duy và chị Hương, em 18 tuổi, cao 1m67, nặng 60kg, tỷ lệ mỡ 16% và mỡ trong người là 9,6kg. Theo anh thì body của em đã đủ fitness chưa? Mỡ tới gần chục ký mà fitness gì bạn? Có nên tăng cân nữa không hay là nên tăng cân nạc nhiều hơn? Dạ bạn nặng như vừa rồi anh nghe chưa kịp. Và nếu có thể thì em nên sử dụng loại nào? Em đang theo dõi án tăng cơ 6 buổi. Cao 1m67, nặng 60kg. Bạn nặng có 60kg mà mỡ bạn có 9kg, bạn nói fitness gì bạn? Mỡ chưa... của bạn là 16% là cũng tương đối. Đúng rồi, giờ điện công thêm nha, cái này chưa fitness được đâu. Còn nên xài thực phẩm bổ sung nào thì thôi, cái này dễ ạt, tôi Hương tư vấn đi em. Bạn này thì cứ Elite Mart thôi. Mỡ đó sao ở Elite Mart nữa ha, cũng được. 1m67 nặng 60kg thì cũng hơi thiếu ký tí. Thì giờ bạn nếu bạn xài Elite Mart mà nó lỡ mà mỡ nó không giảm á và nó tăng lên 10kg luôn cho đẹp á thì sau này bạn phải siết xuống nha. Còn nếu mà không xài Elite Mart thì cũng lên body thôi để cho nó mỡ nó bớt xuống cơ, lên từ từ. Có hai giải pháp. Câu hỏi 3636, chào anh Duy và chị Hương, em xin được đặt thẳng vấn đề. Em là nam, cao 1m72, nặng 77kg. Hiện tại em đang tập giáo án Lean Body nâng cao của anh, thực phẩm bổ sung bao gồm Dimaburn. Em tập vào khoảng 11 giờ đến 1 rưỡi với chế độ dinh dưỡng như sau: sáng 2 viên Dimaburn, sau đó ăn sáng, cơm tấm phở hủ tiếu, sau đó trưa đi tập. Tập xong em ăn một ổ bánh mì với 2 trứng gà và một ly sinh tố bơ không đường hoặc ăn cơm hộp. Chiều tối thì em cũng ăn ngoài đường. Em chỉ ăn những thứ không tinh bột. Anh thấy như vậy có thiếu dinh dưỡng không? Em chưa đo in body nên anh có thể ước tính tỷ lệ TDE vòng 2 bằng 91cm của em được không? Em đang định sử dụng casein và lean body. Với thời gian tập và dự tính dinh dưỡng như vậy thì anh có thể chỉ cho em việc sắp xếp dinh dưỡng hay thêm loại thực phẩm bổ sung nào thêm để có kết quả tốt không anh? Casein chừng nào có hàng với anh? Em xin lỗi, câu hỏi hơi dài. Câu hỏi vừa dài mà vừa rối đó bạn. Đó là câu hỏi của bạn, bạn thì mập đúng không? Rõ ràng mập không bàn cãi. Nói chung là chế độ của bạn thì... Rồi bạn xài Lean Body, bạn tập xây dáng Lean Body nâng cao. Rồi bạn ăn thì bạn ăn mà nói là hạn chế tinh bột, mà anh thấy đâu hạn chế miếng nào đâu bạn. Cơm là bạn quất láng hết rồi, hạn chế tinh bột gì? Đồ ăn sáng, cơm hoặc rồi là phở, bơ, rồi gì tùm lum hết. Rồi ly sinh tố bơ. Ờ đúng không? Sinh tố bơ, ly sinh tố bơ. Ly sinh tố bơ hoặc là cơm hộp, chiều tối thì bánh... bánh mì nữa. Đâu có, chiều có tối thì nữa. Cũng ăn ngoài đường. Đó. Ăn ngoài đường thì làm gì không có tinh bột. Bạn có dám thề với lòng là sinh tố bơ của bạn không có đường cát trắng và sữa ông thọ không? Đúng không? Như vậy mà bạn dám thì bạn ăn ít tinh bột. Mà nội chỉ thấy hai hộp gà của bạn là gì không khoái rồi đó. Đó, bạn giảm cân mà hút hai trọc đỏ luôn. Là coi như là nó calo nó rất là nhiều. Calo rất là nhiều, vậy bạn xài pháp bên bạn xài đây bên để làm chi? Nó đặt vấn đề để mà giúp bạn tỉnh táo hả? Đúng không? Hồi chiều cũng có anh trai hỏi anh như vậy, nó giờ xài đa bên mà ăn trên TDE có giảm mỡ không? Có giảm bằng niềm tin đó. Đó, lúc đó thì đa bên chỉ đóng vai trò là thuốc chống cái gì gọi là thực phẩm bổ sung giúp tỉnh táo thôi. Đó, như không ai trên đời này, ví dụ như có một căn phòng nó đang cũng có một mớ rác rồi. Bây giờ buổi sáng bạn thuê một đội đem đổ rác cho phòng. Xong buổi chiều bạn thuê đội khác đi dọn rác cả phòng. Bởi tức là mình đang làm cái việc vô nghĩa. Không? Bạn muốn dọn sạch rác trong phòng thì bạn phải ngăn ngừa không cho ai đổ vô nữa cả đã. Thì bạn mới dọn được. Chứ còn này bạn vừa đổ mà vừa dọn, cứ dọn cả đời bạn thì cũng vậy thôi. Chẳng qua là bạn nuôi, bạn dùng tiền rồi bạn nuôi lao công thôi, rồi nó ra vô dọn á. Đó. Thì cái bài toán giảm mỡ cũng vậy. Bạn xài ra bao bên thì bạn phải làm gì đó, bạn làm phải ăn dưới TDE cả đã. Không để cho năng lượng nạp vào thêm. Nó năng lượng phải xử lý từ từ để mình dọn ra cái năng lượng dư thừa ra khỏi cơ thể hết. Mà cái năng lượng dư thừa trong cơ thể mình nó nằm ở dạng mỡ đó. Thì bây giờ phải đẩy mỡ đi. Mà muốn vậy thì mình cần phải ăn những cái gì nó càng thấp calo càng tốt. Bây giờ chả cần biết cái gì cả, nhìn thấy bạn ăn hai cái trứng là thấy hai đồng đỏ cao calo nè, cơm tấm nè, cơm tấm mà nó sườn bì chả là bao calo cao luôn nè. Rồi sinh tố bơ uống ở quán bình thường là có đường rồi có sữa nữa nè, mà chưa kể bơ calo không thấp luôn nha bạn. Mặc dù người ta nói là bơ á là giúp bạn giảm mỡ có lượng điểm này, nhưng mà bơ nó giúp không giúp mà không biết, miễn nó nhìn nó calo cao vô trong cơ thể mình nó vẫn sinh năng lượng thôi. Đó. Thì cái bạn cân chỉnh là trên những nguyên tắc ăn uống vậy chưa có sạch cho lắm, nó hơi bị rối.
Còn thực phẩm bổ sung để giảm mỡ thì bạn có được đeo bên là ok rồi, có Lean Body là quá ok luôn, thêm casein nữa đẹp, liều cao trước tập nữa xong. Câu hỏi 3637, xin chào anh Duy và chị Thu Hương, không biết nội quy của chương trình có cho một người đặt câu hỏi quá nhiều lần không, nhưng em thấy đặt khá nhiều mà câu hỏi nào cũng được anh chị trả lời tận tình, em rất cảm kích và xin gửi lời cảm ơn đến ban biên tập. Thì nguyên tắc làm việc của anh á là nhìn việc không nhìn người, tức là anh nhìn trên câu hỏi thôi chứ anh cũng không biết ai đặt câu hỏi đó nữa. Anh đâu có biết, anh đâu có nhìn vô cái ID đâu bạn. Đúng không? Anh không hề nhìn vô cái ID, ai đặt câu hỏi nào anh trả lời câu hỏi đó. Ví dụ như thậm chí bạn mới chửi gì chiều bạn lên mà đặt câu hỏi cũng đâu biết đâu, Duy vẫn trả lời vô tư. Trước khi vào câu hỏi thì em cũng xin có chút góp ý về cách anh chị trả lời cho các câu hỏi cho các khán thính giả. Đây chỉ là lời góp ý chân thành thôi. Rồi. Em thấy nhiều lúc anh chị hay ngắt lời nhau, lúc anh đang nói chưa hết ý thì chị lại chen vào, rồi lúc thì ngược lại. Cũng có lúc chị Hương đang đọc câu hỏi chưa hết ý, có thể câu hỏi đó có phần nào tiêu cực mà anh Duy muốn trả lời ngay thì anh đã trả lời. Em nghĩ anh chị nên bình tĩnh và kiên trì lắng nghe hơn một chút thì sẽ không gây phân tán quá nhiều đến người đặt câu hỏi đang cần nghe câu trả lời từ anh chị. Và một phần cũng khiến chương trình trở nên chuyên nghiệp hơn. Trên đây cũng chỉ là góp ý của em. Và giờ là câu hỏi. Anh Duy và chị Hương cho em hỏi là em có thể thay các bài cardio bằng tập võ được không? Hiện tại em đang tập gym nhưng song song đó em muốn tập võ. Và võ ở đây là võ thực tế, tức là để tự vệ chứ không phải là biểu diễn. Vậy các ngày rảnh còn lại không tập gym, em có thể tập võ được không? Mục đích của em vẫn là gym chính, còn võ chỉ là phụ. Em xin cảm ơn chương trình. Đầu tiên thì Duy có đôi lời về cái góp ý của bạn. Thứ nhất là góp ý của bạn cũng chân thành đúng không? Bạn muốn chương trình tốt hơn thì Duy và Thu Hương cố gắng lắng nghe. Còn bây giờ cho Duy với Thu Hương giải thích chút xíu. Nói thật, đứng trước bất kỳ người phụ nữ nào, Duy vẫn có thể là bình tĩnh và kiềm chế riêng con nhỏ này là không được bạn. Ủa? Kìa? Làm như trời sinh ra kỵ hệ sao bạn ơi? Đó, nhìn vô là có cái này là chưa thật, có những người nhìn vô là quan gia bạn, nhìn vô là chỉ muốn sực thôi à. Đó, nhìn vô là chỉ muốn gọi là thượng cẳng tay mà hạ cẳng chân thôi bạn, bạn thông cảm. Thì có gì đâu thì khỏi làm chung không, nhưng mà cái gọi là cái duyên cái nợ làm chung thì vẫn phải làm. Đó, nhưng mà không thể nào mà bình tĩnh được, đó là một ý nha. Còn ý thứ hai nữa, cả Duy và Thu Hương thì đời sống không có sung tôi đầy đủ, và đời sống tập gym đó tôi đó là nó không thiếu đúng không, mà hai yếu tố nó cộng lại với nhau đó là testosterone nó mạnh lắm mà. Đúng không? Testosterone ngoài cái chuyện mà nó khẳng định giới tính nam, khẳng định ham muốn, khẳng định ABC tất cả các thứ thì ham muốn ở đây cái gì nữa. Thì anh nói ngoài việc khẳng định những cái đó rồi, thì nó còn khẳng định một cái tính là người ta hơi bị cao máu một chút. Nói chung là mạnh mẽ, sung mãn, nóng nảy phải đúng không? Đúng rồi, hơi cao máu chút xíu. Mà vừa cái nóng nảy mà vừa thêm cái tật quan da ngõ hẹp cái nên nó dễ sực lắm mà. Nó nên bạn cũng thông cảm. Thì có những cái này là do thằng testosterone là tội phạm này. Đó, nên đôi khi có những cái việc mà đã có mầm móng sự ức chế rồi mà còn đè nén nữa thì kiềm chế không có nổi bạn. Đó, thì không thông cảm, đôi khi cũng sực lộn cho này em sùm hết. Đó, nhưng mà thôi có gì đâu, đơn giản, giải quyết đơn giản gì đâu. Đơn giản sao? Bây giờ mời hot girl vô, các bạn vừa thích mà anh cũng ngồi bên cạnh cũng sung sướng đó. Ví dụ như hot girl mà có tập gym thì cũng được, nhưng hot girl không tập gym vô đơ không làm được. Thế hả? Bây giờ hot girl tập gym thiếu gì? Anh vô mấy trang... Trang gì? Mấy trang mà phụ nữ yêu thể hình hả? Group hội những phụ nữ yêu gym chẳng hạn đó, tuổi ấn. Thiếu gì? Cực quá vậy? Đồ có sẵn không xài đi tiệm nữa hả? Không mà các bạn phải hiểu tự nhiên này. Kỳ, bây giờ cái này làm chùa không có tiền mà. Nhiên đi tuyển tốn tiền mà. Nghe nè, nghe hả? Em nói nè, thường là những người thân và những người mà tức là dạng như là thân, nói chung là mối quan hệ thân thiết rồi á, ràng buộc rồi á, thì cái người kia mà làm trái ý cái gì là cái người kia là thấy ảnh hưởng quyền lợi của mình, nó bắt đầu sực ghê lắm nha. Còn người lạ mà không có liên quan gì á, không liên quan gì mà có gì thôi, nói không nghe thôi đi chứ hơi đâu mà sực nhau. Không em, toàn thể nhân viên của BBT ngoại trừ những bạn ở dưới phòng sim thôi là chưa bị sực thôi nha. Còn nhân viên trong phòng đó đây, bạn nào cũng bị sực rồi đó. Trời ơi, anh mà sực họ chắc họ nghỉ việc luôn. Nghỉ gì nghỉ, đúng sai rõ ràng chứ tự nhiên làm sai mà ta sực không chấp nhận sao được. Đúng không? Ê, là sao? Tức là làm sai là phải nhận lỗi, mà làm sai thì phải chuẩn bị tâm lý nghe chửi. Nó phải vậy thôi, chứ bây giờ em nghĩ cái hoàn cảnh mà nó làm sai mà mình không được chửi nữa thì thôi. Giữ lại công ty làm gì đúng không? Ức chế tức
nên những cái chuyện này, nhưng mà thôi, đóng góp của bạn cũng rất là hay, sẽ cố gắng gọi là kiềm chế để tăng uống đồ nành nhiều vô để tăng estrogen lên cho nó cân bằng lại với lượng testosterone đang vốn rất cao trong người Duy đây. Nhờ hồi nãy giờ nói nhiều bạn hỏi gì quên luôn rồi. Bạn hỏi là võ anh nhớ không? Võ mới gym. Tập gym kết hợp tập võ là được. Chuyện đó là chuyện sở thích của bạn thôi. Không, Duy không ý kiến gì cả. Nhưng mà cái võ nó không thay thế được cái cardio nha bạn. Cái cơ chế hoạt động nó khác. Cardio là cái gì nó liên tục. Còn võ của bạn, bạn nhắm bằng đánh 20 phút liên tục được không? Hay bạn đánh vào nghỉ chiêu, đánh vào nghỉ thức, đánh một chút mỏi, nghỉ lum hết. Nên cái chuyện võ nó không thể nào thay thế được cho cardio. Cardio là một cái quá trình hoạt động liên tục, hiếu khí. Võ bạn chưa làm được chuyện đó. Thậm chí võ là yếm khí mà hiếu khí như bạn. Bạn đá người ta một cái, bạn đâu thể nào vừa đá vừa thở mà. Võ chắc kiểu dạng hơi gần giống HIIT nhỉ, cường độ cao nhỉ? Cũng không hẳn, võ là cái gì nó khác. Võ là môn hoạt động mà cũng là yếm khí như tập tạ thôi. Chứ không, bạn thấy mà nếu bạn vừa đánh võ mà bạn vừa thở được á thì nó sẽ là hiếu khí. Mà Duy nghĩ chuyện nó hơi khó. Tại vì đánh võ là còn phải tập trung lực này nọ này kia ABC các thứ, sao mà vừa đánh vừa thở được. Rồi bạn ngày rảnh còn lại thì không tập gym. Nó nên võ thì là một môn thôi nha, chứ còn không thể thay thế được cardio nha. Theo đó là thôi còn điểm cá nhân gì. Câu hỏi 3638, xin chào hai anh chị đầu tiên. Mới liếc qua cái thấy câu hỏi dài gần trang A4 luôn. Đầu tiên chúc hai anh chị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Em muốn cảm ơn anh Duy đã truyền cảm hứng, động lực và giúp em có thêm kiến thức về môn nghệ thuật này. Em môn này môn nghệ thuật các bạn. Môn này môn thể lực nha. Em rất hâm mộ Jis về cả tinh thần và phong cách sống. Nhưng từ khi biết tới anh em cũng rất hâm mộ anh. Em tập được gần 2 năm nhưng nghỉ mất 6 tháng vì bận thi đại học. Em cũng mới quay lại tập được 6 tháng. Em đang theo giáo án Lean Body. Nhưng năm đầu tiên em low carb nên thiếu chất, người em không lên cơ. Nhưng giờ thì ăn uống dinh dưỡng nên cơ cũng lên chút đỉnh. Hiện tại em đang xài Mass Gainer nhưng mà kinh tế hạn hẹp vì là sinh viên, mỗi tháng em chỉ có 1,5 triệu để chi thực phẩm bổ sung. Anh cho em hỏi là nếu em xài Lean Body mỗi ngày một gói, chia làm 2 lần trước và sau tập có được không? Hay là em dùng Amino 6000 và C4? Em cao 1m63, nặng 61. Tiện thể cho em hỏi là mỗi khi em tập bài deadlift thì mọi người trong phòng cứ nhìn em hoài rồi nói tập gì mà nặng vậy rồi chê bài này nọ. Trong khi đó em deadlift đúng kỹ thuật có 120kg, em hơi buồn. Rồi anh trả lời đi, rồi lát nữa bạn nói thêm một câu ngoài lề. Buồn gì đâu bạn ơi, đời ta đường ta cứ đi thôi chứ gì đâu buồn, đúng không? Bạn xác định rằng những cái gì mình đang đi là đúng thì bạn đi tới cùng chứ việc gì phải buồn. Chuyện đó bình thường. Người ta không tập deadlift thì ta đâu hiểu deadlift là gì. Còn bạn tập deadlift theo lý tưởng là bạn tập để cho phát triển sức mạnh, tăng khả năng chịu đựng đi, bạn đảm bảo được bạn đúng kỹ thuật, nó việc gì phải sợ. Nếu mà anh là bạn chả sợ tập tới. Còn chừng nào đuổi anh đi à? Rồi cái chuyện mà thực phẩm bổ sung thì bạn đưa cho Duy hai option, một cái Limited chỉ 2 với một cái là Amino với C4, C4 á. Thì nếu là Duy chọn cái Amino với C4, tại nó được cả hai, nó vừa được năng lượng và nó vừa được cả protein nữa. Đương nhiên là Limited là quá tốt rồi, nhưng mà khi bạn tập vậy á thì bạn phải chia làm hai lần thì cái liều nó cũng mới hạ xuống và nó chỉ là cung cấp bổ sung protein thôi. Thì những cái đường đó bạn có thể tìm ở ngoài, nhưng mà riêng một cái rượu bột cao là không có cái nào thay thế được cả. Mà nó là rất cần thiết trong cái giáo án nặng như là Lean Body nâng cao. Nên Duy hướng về cái option thứ hai, tức là C4 cộng với Amino 6000. Rồi, câu tiếp theo là câu gì? Ngoài lề chút xíu, em không biết phải làm sao anh giúp em với. Sáng em đi làm part time, chiều đi học, tối về làm part time ở một chỗ khác. Nhưng người yêu em không cho làm nhiều như vậy, cô ấy bắt em nghỉ một nơi. Chỉ làm một nơi rồi giận. Cô ấy bắt em nghỉ một nơi, chỉ làm một nơi rồi giận em mấy ngày liền. Em đành phải nghỉ, nhưng nghỉ thì tiền mua thực phẩm bổ sung của em chỉ còn 1,5 triệu. Anh có lời khuyên nào giúp em không? Em cảm ơn anh chị, em đang ở Hà Nội. Sau này có dịp vào thăm bạn gái trong Sài Gòn thì em rất muốn vô phòng gym anh tập và cùng anh giao lưu trao đổi kiến thức. Em sẽ cố gắng để một ngày không xa có thể trở thành đại lý chính hãng của BBT. Chà, bạn này là ước mơ gọi là gì, có một cái mục tiêu cũng rất là to lớn ha. Nó thì hiện giờ bạn nói bạn đời sinh viên của bạn đi làm hai chót, yêu gym, có bạn gái, mà bạn gái trong này thì mới ghê chứ. Mà bạn gái giận thì bạn ở xa, có nhiều cách xử lý mà bạn, có gì đâu đúng không?
ở xa một quá là lời nói dối ngọt ngào, nó anh nghĩ rồi em, mà thằng mình lén đi làm. Còn không á thì nếu mà không nói dối mà thích là người đàn ông ngay thẳng á, người trai thẳng không trai công á, thì bây giờ á nói ừ anh đi làm, nhưng mà phải lúc này phải sử dụng cái nghệ thuật ngoại giao, múa lưỡi thì nhiều chút xíu, về nịnh vợ có lộn bậy nịnh bồ. Phụ nữ mà nó như Thương nói rồi, nó ngọt vài câu là giờ là dính liền à. Thì bạn cứ áp dụng cái chiêu này Thương chỉ bạn đó, thì bạn cứ về bạn áp dụng thôi. Mình có đường mình đi, nhưng mà phụ nữ họ vẫn có cách suy nghĩ của họ, thì mình cố gắng mình trấn an thôi, có thể là lo cho bạn làm quá sức, hoặc là bạn làm nhiều quá không thời gian nhắn tin cho cô ấy. Thì giờ bạn phải đảm bảo là bạn chứng minh là bạn làm không hết sức, làm vẫn còn mạnh như trâu, rồi tối về vẫn tra bài đầy đủ, tức là nhắn tin đó nha, đó nhắn tin rồi hỏi han. Trên Facebook thì không tốn tiền, giờ đỡ rồi, chứ ngày xưa mà mỗi lần mà gấu gì giận mà gọi điện thoại cái là hết sim luôn, mà sim hết thẻ gì, điện thoại trong tài khoản hết tiền, ủa tiền trong tài khoản cô điện thoại nó bị hết, xong giờ nói mà chữ nó bay tá lả hết trơn, chả hiểu. Thì hoàn cảnh giờ nó cũng dễ rồi, có Facebook rồi, cứ là nói chuyện tâm sự. Đã là người yêu với nhau á thì không có chuyện gì mà không giải quyết được, không có chuyện gì mà không thể thương lượng được, chả có gì lớn đâu bạn. Câu hỏi 3639, anh Duy cho em hỏi Whey kết hợp BCA 1000 hay Amino 6000 tốt hơn ạ? Em xin cảm ơn. Chả kết hợp phần nào tốt hơn trong hàng đó cả. Đúng, Whey chả kết hợp phần nào tốt hơn trong hàng đó thôi nha bạn. Tại vì hàng đó là con của Whey mà. Thì Whey nó là xài mình nó được rồi, hoặc kết hợp món khác. Chứ không ai đi kết hợp với Amino với kết hợp với BCA nha. Whey có kết hợp với casein, hoặc kết hợp với vitamin, hoặc kết hợp với reward cao. Câu hỏi 3640 giống nội dung 3639. 3641, chào anh Duy và chị Hương, em nghe rằng hồ đồn sắp tới BBT sẽ phân phối một số sản phẩm của hai hãng Onmark Nutrition và San Nutrition. Anh Duy có thể bật mí một số sản phẩm hot mà sắp tới BBT sẽ phân phối hai hãng này không? Nữa, hỏi nữa bạn, nó chưa này chắc ai tung ra nè. Cái này là ai tung ra nè, là công ty được có gián điệp chắc luôn rồi, ai tung ra nè. Thì đúng như là Duy đang dự tính là sẽ phân phối tiếp hai sản phẩm của hai hãng này. Thì hai hãng này hot, nó nhiều cái hot lắm bạn. Giờ kể cái nào hot giờ, cả thằng San lẫn Onmark đều mạnh về dòng protein cả. Nếu mà nói về Onmark thì không thể nào mà quên đi một sản có tên là Isoplex đó, và Whispass đó. Còn nếu mà nói về San đó thì nó có những sản phẩm cũng tương tự như Dematide, nó cũng là protein mạnh, nhưng mà không thể nào không nhập raw fusion đó, một nguồn protein xanh cho một cuộc sống xanh, nó rất là hay rồi. Đó là tiết lộ với bạn là những cái sản phẩm vậy thôi, đương nhiên nó sẽ còn nhiều sản phẩm khác, nhưng mà tới lúc nó có điều tính, giờ nó nói trước nó mất nóng. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chuyên mục hỏi đáp ba hôm nay, hỏi chuyên mục hỏi đáp số 324. Hình như số này đâu cãi lộn luôn đúng không? Hả? Hình số này đâu cãi lộn luôn đúng không? Cái anh chi? À, chưa tới câu á. Người ta nói là im lặng là vàng. Im lặng là vàng hả? Ừ. Nhưng mà nhịn là nhục. Nhịn có gì đâu, là nhục nhịn mới là thông minh ấy. Một điều nhịn mà 9 điều lành các bạn. Nó gọi là cái gì, hai người với hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau thì bạn nghĩ coi làm sao mà không cãi lộn được hả bạn? Nên chuyện cãi lộn thì cũng rất là bình thường thôi, không có gì mà khó hiểu anh hết. Anh Duy thì là người thích tranh luận, còn Thu Hương là người không thích tranh luận những lúc người ta nóng tính. Anh thì anh không thích tranh luận, nhưng mà cái gì của anh nó phải rõ ràng. Đó. Đúng, nói chung sai là nó phải rõ ràng. Nói chung là anh là một người mà dạng như là nói tới vậy đó. Em phải dùng cái từ là đầu đội trời mà chân đập đất. Ừ, thì được, đi như là không có cong lưng. Giống như những người mà thẳng tuyệt đối. Nói chuyện mà có hơi men đó là gặp hơn là không đánh giá, không đủ để hơn nói chuyện. Tại vì cái đầu có tỉnh táo đâu mà nói chuyện. Còn cái lúc mà người ta cáu á thì là giống như anh Duy nói, cái testosterone cao. Thì những cái lúc đó bản thân người ta cũng không có đủ kiềm chế được bản thân của mình. Thì đối với những người như thế cũng không nói chuyện. Chỉ nói chuyện lúc mà người ta vui vẻ đó. Những lúc đó nói là người ta nghe. Vậy là đang chửi xéo ai đó. Đấy là cái quan điểm của Hương là như vậy. Phụ nữ thì phải như vậy. Nếu mà phụ nữ mà chồng, quên xin lỗi nha, phụ nữ mà sống, ví dụ lấy chồng đi về nhà chồng, thì chồng con chồng, ai chả biết em có chồng mà đặt xôi nữa. Mà chồng nói một, mà vợ nói mười nữa thì có gì là gia đình, có gì là nhà cửa. Nên phụ nữ có cách hành xử của phụ nữ. Còn đàn ông mạnh mà, nói sao chả được, đúng không? Nói không được thì động chân, động tay thôi. Thấy không?
cách nói chuyện rất là mềm mỏng, nhưng mà trong mềm mỏng nó rất là tào lao. Đã giờ không ai nói gì trơn, cái tự nhiên phải hôn. Tự có quay qua kiếm chuyện đúng không? Tự nhiên thì em quay lại em hỏi anh xem ý kiến của anh. Em hỏi nhưng mà cái kiểu em hỏi là dễ muốn sực lắm á. Tự nhiên hỏi phải hôn rồi cái gì kiếm chuyện. Tự nhiên gây chuyện. Tự nhiên hết người hỏi đáp rồi, tự nhiên anh hỏi em ba chuyện gì đâu. Thôi xin, chương trình hỏi đáp xin được phép dừng tại đây. Và những chương trình sau còn cãi lộn dài, các bạn chờ nghe. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.